Những thứ phá hoại chuyến đi hiệu quả nhất top 1, me, không những me mà còn có một mẹt bún đậu mắm tôm nữa cơ. Ôi, hết nước chấm. Vậy là thời tới trong hành trình của mình luôn. Không những ghé vào quán cà phê để tìm cái bồn cầu, mà bãi đất hoang mình cũng có tha đâu. Mình còn nhớ như in, mình có lỗi vào một bụi cỏ, ta nói nó ngứa, vừa bị kiến cắn rồi còn vừa bị cỏ chọt nữa. Trời ơi, ta nói combo thốn. Vậy đó mà mấy khứa bạn đứng ở ngoài nó cứ hói, còn chở theo con gậy nữa chứ. Rồi sao tao dám đứng lên hả mấy ông nội? Mình thì cứ qua tay kêu đi trước đi. Không, một hai đầu đi chung mới chịu. Má, tèm lem tèm lẹp thấy gớm luôn. Vậy đó, mà lết lết cũng được 7 tiếng đồng hồ ha. Không biết là trong 300 cây số mình đi có chỗ nào thiếu dấu tích của mình không, chứ mình thấy tầm 50 cây là mình tìm một quán, 50 cây là mình lủi một chỗ ha. Vậy thì lời khuyên của mình, nếu đã có me, bún đậu mắm tôm thì thêm luôn món sợi non chấm mắm ruốc cho nó đủ combo trọn vẹn trên từng cây số. Với lại một phần nữa là bạn bè nó cũng được lấy tiếng thúi, hãnh diện ghê ha.